Hello, hello, xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh lại tiếp tục chia sẻ môi trường xanh sạch đẹp và cách bố trí phòng livestream. Mời cả nhà và các bạn đón xem, xin mời. Kính thưa cả nhà và các bạn, trước kia thì Trần Canh đã livestream trong cái phòng này. Thì hôm nay Trần Canh sẽ sắp xếp và dọn lại, bố trí lại cái phòng livestream cho nó hơi vip một tí để Trần Canh tiếp tục chia sẻ live cho mọi người cùng biết cuộc sống hàng ngày của Trần Canh như thế nào và cách tạo môi trường xanh sạch đẹp và sắp xếp ngôi nhà mình ra sao cho mình sống vui sống khỏe mỗi ngày. Mong cả nhà và các bạn thấy nội dung video này hay thì hãy chia sẻ và like cho mọi người cùng biết. Kính thưa cả nhà và các bạn, đây là phòng livestream của Trần Canh, nó bừa bộn như thế này. Thì trước kia đã livestream trên cái bàn này, thì hôm nay Trần Canh sẽ tiến hành sắp xếp gọn bố trí lại cái phòng này, không được đỡ như thế này nữa, thành một cái phòng livestream cho nó vip cho cả nhà và các bạn cùng xem. Đó các bạn thấy không? Rất là ngổn ngang như thế này. Wow. Như thế Trần Canh sẽ dọn hết cái phòng này ra. Trần Canh tiến hành làm cái phòng livestream cho mình. Và đặc biệt phòng này là phòng livestream nhưng mà mình cũng là cái phòng thư viện để mình trưng sách, để mình đọc sách mỗi ngày các bạn. Đó. Đó là cách bố trí và sắp xếp tạo môi trường xanh sạch đẹp tại khu vườn nhà mình, tại căn nhà mình đang sinh sống. Mong cả nhà và các bạn xem hết video và chia sẻ cho mọi người cùng biết cách bố trí phòng livestream như thế nào cho nó đẹp và gọn gàng. Thì hôm nay Trần Canh chia sẻ đoạn video ngắn để tiến hành dọn cái phòng này để làm livestream. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video nhé. Xin hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hay hơn. Xin bye bye.